Bánh xèo rau rừng. Bánh xèo rau rừng. Cái 25.000 cái ơi. 3 cái 75.000. Nước mắm đồ chua. Rau rừng đủ thứ nè. Rau rừng này là đầy đủ nha. Dược thảo không đó. Tăng xong tiểu đường, cao máu, tim mạch nữa, tiêu chữ hết. Ngày 24 tháng 4 đến hàng bánh xèo. Thu cái dầu dĩa rau rừng rồi, cái này nó có rau rừng. Rau, rau đủ loại rau đó. Nó có lá mơ, rồi có cây cóc, cây ổi, cây xoài, lá sỏi, lá ổi, lá xoài. Mình thêm nhất là cái ổ rau này, chỗ rau này. Ăn xong tiểu đường cao máu gì? Này đủ loại rau, đủ loại thuốc hết. Trời, cái ổ rau thấy mềm. Mà bánh xèo. Mình không có thích ăn bánh xèo lắm, nhưng mà mình lại thấy cái ổ rau này mình mê. Có lá cóc, lá gì đó, lá ổi, lá xoài, lá gì tùm lum hết rồi. Có lá đinh lăng nữa. À, đinh lăng. Ừ, biểu là thích ăn lá đinh lăng. Lá đinh lăng cho mình. Lá chữ thiên, cây tăng sông. Ừ. Ừ, đủ lá. Cái đủ rau này thiệt là. Ồ, dạ. Bán gì sao mà lòi trời. Ba cái 75 ngàn. Cho một rổ rau. Rau, ba chờ rau. Rổ rau rừng không? Trời ơi, cái rau đủ cái rau. Nó thơm rồi gì cũng. Cái bề xanh của bạn em mới thấy miếng cái bề xanh ngon lắm. Rồi thôi, ăn đi cưng. Ok. Rồi chào các bạn nha. Mình cuốn thì không có được vồ lắm, nhưng mà mình ăn đại. Cái con trâu con bò không có ăn rau cải mà nó sống. Ngon quá. Cái lá cóc, cái cóc rau cóc, cái cóc lá xoài mà nó ngon. Lá cóc, lá xoài non. Ừ, xoài non ngon dữ luôn. Nó chua chua. Ừ, nó Phú Quốc mà. Rồng, rau rừng này ăn Phú Quốc là ngon. Phú Quốc này rừng với suối nhiều lắm. Rau rừng là ăn là thoải mái. Rau cóc, rau trái cóc, rau trái xoài, rau trái ổi. Nó rồi giúp cá. Gọi điện thoại cái nó đem tới à? Gọi điện thoại em tới luôn. Bánh xèo á? Bánh xèo. Mình gọi điện thoại cái là chờ 15 phút là ta đem tới bánh nóng hỏi à. Ta đổ ta đem lại cho tức thời gì mà điện. Ngon quá. 15 phút là bánh nóng hỏi. Ăn cơm đi. Mắm ngon quá. Còn cái đầu đó là cái dầu cháy cóc. Lá cóc, lá ổi. Nó xòi ba cái lá rồi nó thơm dữ vậy đây. Mình mới để nghe. Ăn tiền là cái rổ rau rừng. Ăn tiền cái rổ rau mà. Cháu con bò, cho con những heo, con rau, nó sống. Thôi. Ok, ngon rồi. Rồi. Mời chào các bạn nha. Ngày 24 tháng 4. Ngon quá. Tôm tươi rói. Tôm Phú Quốc ạ. Ngon quá. Tôm.